vì cái cục nó khó lắm, thì mình chắc chắn là làm lần hai đồ đó. Thu tiền giùm chị thật không? Em cơ đồ chị đó kìa, có nhầm lý làm không? Đi. Có nhầm lý không không kem của chị đó. Riêng mũi này, riêng mũi con này cũng làm lên, mình muốn đạt còn hơn đi nữa. Thật, làm lên là tốt hơn. Làm lên là tốt hơn. Làm cái chẳng đâu. Ok. Đây là. Đây là. Đây là. Đây là. Nè, cái quán này là đứa mô cũng làm. Đổ thừa rồi đúng không ạ? Làm mũi lên là làm ăn ra hết chứ. Người ta làm ăn không ra người ta đi làm mũi. Nhưng mà mình làm ăn mình đang rất là mình làm mũi xong á, mình làm lên nữa. Thật sự luôn, đó là nó thật. Ở đậu tướng sang hơn là hắn lây hơn nữa. Không, làm môi lông, làm môi thì bình thường, nhưng mà làm lông mày á nhưng mà cơ địa nó cũng hiền đấy chứ. Hai cục nó từ từ đi, nhưng mà là xong rồi là nó thăm nghe, nó trước là nó thăm đó, nó thăm mà thời gian tết mà thấy thăm mới lạ đó. Bây giờ không phải mấy chai khuyết điểm thôi, chai khuyết điểm bình thường, cái cây chai khuyết điểm chai lại thôi, nhưng mà đã thăm muộn đó mà còn vài tháng nữa chứ cái đi. Nhưng mà mong nó hết luôn á. Ok. Tùng nếu mà cười mà hết nhăn là thấy đẹp rồi đó. Ấy đi, làm mũi đi. Thiệt. Quán này mới đưa đứa mồm làm này thay đổi lắm. Thì không băng, ý là em ái thì em khỏi băng. Chị không băng nè, về đây là chị tháo ra luôn. Không, nếu mà em sợ thấy thì làm kiểu kia, mai chị giấu á, giấu vào trong á, nó bác sĩ á. Làm về che đi nữa. Làm không này, mai dẫn qua này. Có chị gì chị nhắn tin nhỉ? Đó, con bé nó cũng kêu đi chứ, không có chị là em không bao giờ em làm á. Tại vì em cũng tin tưởng mình á. Kêu với lại là anh kêu có chị cầm tay đồ em mới có động lực á. Như Hà này. Bà đây này, cái mũi bà làm mũi này không ai nhận ra luôn. Hà làm mũi hơn là tài lộc hơn đúng không Hà? Tốt hơn mà. Chị nói thiệt, 10 người làm mũi hết 10 người. Nhưng mà cái tướng là em biết rằng cái cánh mũi á, cánh mũi là nó liên quan lắm. Cái cánh mũi là nó, cái cánh mũi mà ai xử cắt cho chị không, mũi ai mà nó hỉnh quá thì phải cắt, cắt hắn tốt hơn. Phải có tướng nè, phải xem. Làm mũi này là mũi em thì nó không có phải phải xấu, bình thường thì nó không có xấu về đường đường tài lộc đâu, nhưng mà không bị tạt quá. Bút này bữa nay ừ ơi
này hả? Chị bán ốc ngoài này nè. Điệp đó, điệp đó. Ốc điệp chị biết. Chị kêu bán ốc ngoài đi đây. Không, đây lấy mà luôn. Như đối diện á, phố ốc á. Phố ốc phải chị á. Phố ốc của bà cũng ngon mà. Bà này bà làm mũi lên mới đẹp nè. Mũi chi mà tạc dễ sợ luôn. Làm mũi lên là tốt thôi chứ gì đó. Đâu phải ký hợp đồng gì đâu mà lo. Thế là mà cũng sợ thì kiểu như là Hà nó kinh doanh mụn mà cũng sợ. Bà làm mũi mà bà kêu đừng cái cho biết thôi. Biết ở đây nó mụn đã không? Mấy phút hả? Mười chưa?